Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube của mình nha. Tiếp tục lại một video mới và cực kỳ nóng hổi anh em. Hôm nay mình sẽ quay lại và review con hàng ở Fall Line nha anh em. Fall Festival Line. Con hàng ở đá vị trí CAM rất là được anh em mong chờ nha. Còn Phil Foden anh em, tài năng trẻ của bóng đá Anh nha. Hôm nay mình sẽ vào và review con hàng này. Con hàng này mình cũng vào chợ mua luôn anh em, mua vào chợ mua cho nó nhanh nha. Làm SBC thật sự rất là ngán quá, rất là tốn kém nha. Đúng cái kiểu thả con tôm bắt con tép luôn. Mình sẽ không chọn cách làm SBC nha. Và bây giờ mình sẽ vào chợ mua con hàng này với cái mức giá là khoảng đâu đó 10 triệu nè. 10 triệu coin nha. Ok, ui, quả thẻ quá đẹp luôn. Vàng chóe luôn anh em, rất rất là đẹp luôn. Con hàng có skill boost là long shot nữa nè, làm quả thẻ over 110 EA, làm quả thẻ rất là đẹp nha. Ui, khả năng bứt tốc 140, lực sút 140, truyền tạc cũng 140 và cứa lòng cũng 140, nhưng mà sức mạnh con này khá kém anh em, 91 thôi. Con này có thể 1m71, 69 cân, khá là bé, 69 cân, và cái work rate của nó là 2 và medium nha nè. Cái quả thẻ khá ấn tượng. Để xem vào trận sẽ như thế nào đây. Mình sẽ test con Phil Foden này với vị trí cam. Mình sẽ xếp cái đội hình mới nha. Cho Phil Foden đá vị trí cao nhất trong ok, mình sẽ chơi sơ đồ 4-3-3 Attack này. Để xem con Phil Foden này nó sẽ chơi như thế nào nha nè. Cái skill boost cũng ngon nha nè. Cái skill boost long shot này là chung skill boost với cả Zidane. Okay, bây giờ mình sẽ xếp Foden với vị trí tiền vệ trung tâm nè. Tiền vệ công luôn nha nè. Ở mức cao nhất. Ok, quả thẻ này. Ôi, Grealish và cả Phil Foden Manchester City. Hôm qua thì vừa nã vào Manchester United 2-0 anh em ạ. Một trận đấu không thể nào bào chữa của Ole rồi anh em ạ. Một trận thua gọi là quá bạc nhược luôn. Ok, mình sẽ để con Grealish đá cánh này và Rivinho sẽ chơi cánh phải nha anh em. Đá cao nhất cái trận này sẽ là Ronaldinho. Ok, cái trận như cái đội hình như thế này là quá mạnh cho cái một trận head to head rồi. Cái bây giờ mình sẽ vào và test 3 trận head to head có hàng Phil Foden nha anh em. Xem nó trong trận nó khả năng nó chơi sẽ như thế nào. Riêng về cái khoảng thể hình thì mình thấy cũng khá bé. 1m71 và chỉ có 69 cân thôi. Ui, quả thẻ của con Phil Foden đẹp thật sự luôn á nè. Anh bạn chơi với cặp tiền đạo Martinez và Solop. Bút phong trong khung thành nha. Ok, thả một like cho đội bạn nè. Bây giờ mình sẽ con Phil Foden đứng khá bé. Mình sẽ tập trung dồn bóng và tất cả mọi đường tấn công đều dồn về cho Phil Foden nha nè. Để anh em xem con hàng Phil Foden tấn công thật sự có ổn hay không. Đây, Phil Foden Beckham. Xem như thế nào. Gullit, ui, Gullit thật sự to. Nhìn Gullit và nhìn lại Phil Foden thật sự kiểu giống cha con á. Ok, một pha tấn công cánh từ hai giây của đội bạn. Đây rồi, mình sẽ đưa bóng cho Phil Foden xem nào. Phil Foden. Không được. Xử lý chậm, pha đã xử lý chậm. Đây rồi, Phil Foden đã cướp được bóng. Tạt. Một pha bấm bóng cho Grealish khá tuyệt vời nè. Grealish dứt điểm thành công. Một màn kết hợp của bộ đôi Manchester City nè. Một tân binh 100 cũ và tài năng trẻ nha. Tài năng trẻ của Manchester City. Ở ngoài thì Phil Foden mình thấy đá vị trí LW nhiều hơn nha. Vị trí LW nha, và khá bùng cháy ở vị trí đó. Vào game này thì mình thấy thể hình Phil Foden khá bé nha. Mà kể cả cái thể lực nữa có 91 thôi, nhưng mà đang là móc over 110 rồi đó nè. Ui, một pha thả bóng rất là hay của Virgil van Dijk cho Grealish. Trận này Grealish đã hay quá anh em ạ. Ui, một pha kiến tạo tuyệt vời của Grealish và người dứt điểm là Virgil van Dijk nè. Ui, người khổng lồ Virgil van Dijk. 2-1 ngay phút 21 nha. Một pha kiến tạo trước đó là của Phil Foden. Và pha bóng sau là kiến tạo trước là Phil Foden và dứt điểm là Grealish. Lần này thì Grealish chuyển qua kiến tạo và người dứt điểm khá bất ngờ là Virgil van Dijk nè. Đây rồi, Beckham. Và mình xoay và cố tìm đến cái chân của Phil Foden nha. Ok, khả năng đoạt bóng của Phil Foden mình thấy khá được nè. Khả năng heo thì cũng khá xa nè. Khả năng heo của con Phil Foden cũng khá xa. Một pha truyền mắc bóng khá nguy hiểm. Việc vị à.
đúng rồi, việt vị rồi, rồi bạn đã việt vị. Tiếp tục nhồi bóng cho Phil Foden. Tiếp tục Phil Foden nha. Để xem như thế nào, con hàng có tấn công được. Rivinho đang là cánh, không được rồi. Phil Foden. Không thấy có Phil Foden nè em. Đang phía sau. Ui. Không được rồi. Konate đã lấy được bóng. Đang là 2-0 anh em. Đang tỷ số đang là 2-0. Và Phil Foden cũng để lại một ấn tượng. Ôi, một pha phối hợp cực hay của Phil Foden và David Beckham. Phil Foden ngọt bóng lại xử lý tiếp xem nào. Vì vì tỷ số đang khá an toàn rồi anh em, mà mình sẽ. Ui, con Danilo, anh bạn đang auto hay gì mà De Jong nó cướp bóng rồi. Không nha, anh bạn này không phải auto rồi anh em. Cái nãy mấy pha ngọt bóng của Phil Foden mình cảm giác anh bạn auto nhưng mà không phải. Anh bạn đang đá kiểu đá phòng thủ. Ok, tiếp tục là hiệp đấu thứ hai của bài review Phil Foden. Xem nào, anh bạn tấn công bằng cách nào đây? Bằng cách nào đây? Không vượt qua được Virgil van Dijk. Virgil van Dijk mình trận này mình đặt cánh đá cánh. Đây rồi, một pha truyền tiếp tục trúng tình huống đầu tiên của Phil Foden, không được rồi. Cái pha bóng này thì Rilic không thể hiện được. Đang là phút thứ 55 rồi. Ui, tiếp tục xem nào. Virgil van Dijk đã thu hồi được bóng rồi nè. Varane, Virgil van Dijk và Konate hỗ trợ tuyệt vời phía sau lưng cho Phil Foden có nhiều khả năng tấn công được bộc lộ nhiều hơn. Ui, hay quá, Varane nó bọc lót khá tốt cái pha bóng đó luôn rồi nè. Rivinho đây rồi. Con hàng hiện tại mình đang khá chí mừng nha. Rivinho rất là tốc độ anh em, tốc độ và khả năng tấn công miễn chê của con bà hàng này luôn. Ok, tiếp tục mình sẽ cố gắng tìm Foden và đưa bóng cho Foden. Ở đây rồi, anh Foden đang phía sau đây. Foden khá bé nè, bé một tí. 1m71 thì tầm cỡ khoảng cỡ người Messi thôi, nhưng mà chơi Messi thì vẫn có cái gì đó chắc chắn hơn, nó mạnh mẽ hơn con Phil Foden này. Dù cái móc over con Phil Foden cũng là không thua kém gì là bao nhiêu đâu, 110 cũng rất là khủng khiếp rồi. Tiếp tục xem nào. Adama Traoré không được. Và bọc lót cái hỗ trợ phòng ngự của Virgil van Dijk nhưng không được. Foden mình thấy nó cũng chịu khó lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự lắm nha anh em. Ui, van Dijk trận này chơi bùng cháy quá. Có một bàn thắng và liên tục nhào lên để tấn công. Ui, và đánh đầu cực mạnh của Beckham nhưng vẫn không đủ để chiến thắng con GK đó. Tiếp, ôi, Varane nó vẫn đứng đúng, rất đúng vị trí nha anh em. Rất là ngon con hàng với Varane. Foden, ôi, một pha chuyền cũng khá ngọt của Phil Foden cho Rilic. Nhưng không được, pha bắt bóng không được của Rilic. Và trận đấu cũng kết thúc anh em ạ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nha. Ấn tượng để lại là một pha kiến tạo của Foden nha. Con hàng nếu anh em có chọn chơi thì mình thấy cũng khá được. Nó chỉ có điểm yếu là mình thấy cái thể lực của nó khá yếu nè, 91 thôi. Và cái thể hình cũng là một điểm yếu nha anh em. Còn lại tất cả mình thấy thì khá ngon, đá khá là song sáo luôn. Rồi cái skill boost thì cũng khá là ưng ý luôn anh em. Long shot thì khá là ngon cho vị trí cam rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào và xếp cái sơ đồ thứ hai nha. Cái sơ đồ thứ hai để xem Phil Foden sẽ thể hiện như thế nào ở trận đấu thứ hai này. Đây mình sẽ chơi với sơ đồ là 4-2-3-1 wide. Và đây cái sơ đồ này thì Phil Foden nó sẽ đá ở vị trí cao nhất cái hàng tiền vệ, hàng tấn công này nè. Thì là sẽ có nhiều khoảng trống hơn cho Phil Foden nha. Gullit và Beckham sẽ đá kiểu lùi sâu một chút, CDM thì lùi sâu một chút. Ok, vẫn như vậy mình để Rivinho ở cánh RM này. Không cần skill boost luôn. Không cộng skill boost luôn, nhưng mà mình sẽ đá ở cánh này. Vì cái con hàng Rivinho này tốc độ nó thừa lắm anh em. Không cần phải cộng thêm skill boost đâu. Ok, vào trận đấu thứ hai nha. Cái sơ đồ này thì chắc chắn vị trí cam sẽ rất là có nhiều khoảng trống để thể hiện luôn anh em. Xem con hàng Phil Foden thể hiện như thế nào nha. Đối thủ là ai đây? Rất là háo hức. Mình dạo này review kiểu rất mong chờ gặp những đối thủ mạnh đây nè. Mình gặp đối thủ càng mạnh mình càng thích. Ui, anh bạn này chơi với những con hàng khá khác nha. Tomiyasu đá vị trí RB thì kéo qua LB. Mane đá LM thì đá cho đá ST. Ui, anh bạn sắp sơ đồ khá dị luôn.
Nhưng mà kiểu sắp sơ đồ càng dị thì những con cầu thủ nó kiểu như được búp thêm vậy anh em. Khá ảo luôn. Ui, đều pha bóng. Ui, Foden xử lý khá chậm nhịp pha đó nha anh em. Kiểu xử lý những con mà kiểu tấn công ngon cái double pass kiểu đó thì lao lên cướp bóng rất là nhanh nha. Mà cái pha đó thì Phil Foden mình không thấy khả năng nó tấn công tốt lắm pha bóng đó. Ok, tiếp tục xem nè, trở lại với trận đấu. Phil Foden. Đây rồi, Phil Foden xoay xem. Càng lướt được quá nha. Ui, không được. Cái thể hình nó khá bé trong game thôi nè. Khá là bé, con hàng 1m71. Mình nghĩ con này mà nếu đặt đúng vị trí như ở ngoài đời thật á thì là LWD sẽ đẹp hơn nha. Còn vị trí cam này, đây rồi. Ui, vị trí cam này thì cần phải có thể hình để tranh chấp tốt hơn. Mình nghĩ là như vậy, con hàng này nếu mà có cái vị trí LW thì sẽ rất là hay. Ok, tiếp tục xem nè. Anh bạn vẫn có Rivinho trong đội hình nha. Và anh con LB. Ủa, con LB này anh bạn này đặt vị trí gì? À, con LB anh bạn lại đặt vị trí LM. Ui, khá dị luôn. Một sơ đồ ra sàn khá dị. Ui. Cô Ame Mane. Mane đá ST này mà. Mane bạn SBC cho đá ST. Rivinho vượt qua được rồi, Tomiyasu vượt qua được Tomiyasu rồi. Những pha bứt tốc kinh hoàng của Rivinho. Foden phía trong rồi kìa. Được không? Không được rồi. Cái 1m71 thì không thể có những pha không chiến ấn tượng được rồi. Và kiểu như đá vị trí cam thì cái thể hình này vẫn bị ảnh hưởng anh em. Kiểu tranh chấp không được tốt lắm nha. Thể hình 1m85 như cỡ Zidane mới có khả năng tranh chấp tuyến giữa tuyệt vời được. Về cái khoảng đây, Phil Foden đang có bóng. Heo xem nào. Ui, heo và bước đi cũng khá mượt. Tiếp tục nào. Và bấm bóng truyền rất là hay của Rivinho. Anh bạn khá là lắc léo nha, truyền khá là nhanh, phối hợp đang bóng cực kỳ nhanh luôn. David Beckham. Màu áo Manchester City màu xanh này rất là đẹp anh em. Màu xanh Manchester is blue. Ui, hôm qua mình vừa đọc được cái tweet của Manchester City anh em. Cái tweet trên Twitter là Manchester is blue. Ui, một cái câu nói đi vào lòng người luôn. Một pha đánh đầu cực mạnh của Mane anh em. Mane trận này ST. Ui, đánh đầu vượt mặt còn Adama Traore luôn. Cái câu nói mà của Manchester City anh em. Manchester is blue. Ui, thật sự rất là đau đớn cho fan MU luôn nha. Pha xoay khá được của ui. Một pha dứt điểm, pha xử lý trước đó rất là đặc biệt rồi, nhưng mà pha dứt điểm khá là tệ của Foden anh em. Một pha dứt điểm khá nhẹ và khá tệ của Foden. Cơ hội để có bàn thắng ra mắt nhưng mà khá tiếc cho em đó là không được. Pha dứt điểm khá nhẹ và dù cái góc đó cũng không phải là rất hẹp đâu nha anh em, không phải là rất hẹp đâu nhưng mà dứt điểm khá tệ. Tình huống đó dứt điểm quá tệ luôn. Mình nghĩ đó là một bàn thắng rồi nhưng mà cuối cùng lại không thành bàn. Foden vẫn chưa có bàn thắng ra mắt. Ok, tiếp tục đây là Foden. Khá nhiệt tình và sóng sáo này. Nhưng mà tiếp tục đua tốc độ với con Van Aanholt gì đây? Con Van Aanholt. Anh bạn xoay với Tomiyasu. Anh bạn này sắp cái sơ đồ kiểu để cho nó hack game hay sao này. Xếp loạn xạ sơ đồ lên hết. Con LB thì đá LM, con RB thì đá LB. Rồi con RB thì đá CB. Ui, anh bạn xếp khá dị luôn. Tomiyasu này. Rivinho này, Rivinho hình như cho đá vào CM thì phải. Đội hình khá dị. Ok. Ui, một pha truyền rất là sáng nước của Rilis. Tuyệt vời Rivinho. Một pha phối hợp gọi là cực đỉnh cao luôn anh em. Anh em xem lại cái pha bóng nha. Ui, Rilis nó kiểu như nó khống chế giữa sân và một pha chọc khe gọi là đẳng cấp cho con Rivinho ghi bàn luôn anh em. Tuyệt vời quá. Con hàng Rilis, một con hàng cực đẳng cấp ở vị trí LM nha. Ok. Một tình huống bóng rất là hay, rất là nhãn quan chiến thuật rất là tốt của Rilis. Pha chuyền chọc khe phá
phá toàn bộ cái hàng phòng ngự của đội bạn luôn. Ok, tiếp tục xem nào. Kouame. Ui, Kouame nó sút cực mạnh luôn á. Nhưng không vượt qua được cái bộ ba hàng thủ cực kỳ cứng. Van Dijk, Konate và Varane thật sự rồi, ấn tượng lắm. Không còn chê vào cái bộ ba CB này nữa. Ok, trận đấu cũng đã kết thúc rồi nè. Với tỷ số là 1-1 nha. Grealish lên hình này. Mình theo mình đánh giá thì con Phil Foden này đá vị trí cam này kiểu không hợp cho lắm anh em. Kiểu khá bé và tì đè cũng không có nhiều sức mạnh á. Cái khoảng sức mạnh thì con này chịu rồi. Cái vị trí cam thì mình thấy không ổn lắm, không ngon lắm. Dù em đã thể hiện cũng được. Và cái pha dứt điểm đó thì thực sự đáng tiếc anh em. Mình nghĩ con hàng này nếu mà đá vị trí LW thì sẽ ổn hơn. Vì cái vị trí đó chỉ cần tốc độ và dứt điểm thôi, khéo léo thôi. Còn nếu đặt ở vị trí cam này thì cần nhiều cái hơn nữa nè. Cần cái thể hình có thể càng lướt được nè, tì đè được nè, kiểm soát bóng được nè, và kiểu như là chia bài được á. Nhưng mà về cái khoảng đó thì mình thấy Fielding nó kiểu yếu hơn hẳn những cái con cam khác nha. Và chắc chắn là mình không đánh giá cao cái con Phil Foden ở vị trí cam này. Ok, trận thứ 3 mình sẽ xếp với hai cam nha. cái con Ligadinho này nè cũng là skill boost là long shot luôn anh em. Hai con Phil Foden và Lingard đều có skill boost giống nhau. Và trận này mình cho Lingard đá chính cùng Phil Foden luôn. Để xem hai con thể hiện như thế nào. Hai con cũng kiểu ngang ngang nhau rồi. Một con 1m71, một con 1m74 vậy. Ok, để xem trận này thì sự cạnh tranh ở tuyển Anh sẽ như thế nào nha. Ở tuyển Anh hình như con Phil Foden nó cũng đá vị trí LW là nhiều. Có nhiều trận ở Man City thì Phil Foden được đá kiểu đá cao nhất luôn, đá ST luôn. Còn vô cái event này thì Phil Foden về vị trí cam. Mình không hiểu là EA đang làm cái gì nha. Đang làm gì ở vị trí cam này. Ok, tiếp tục gặp một anh bạn Việt Nam. Ui, ship đội hình 4-2-4 cũng khá là mạnh về tấn công anh em. Để xem Phil Foden thể hiện như thế nào nha. Và anh em nên nhớ là trận này có cả Lingard của chúng ta nha. Người mang đến tiếng cười đây rồi. Có một pha truyền, pha chạm bóng đầu tiên của Lingard đi nhô. Lingard này, anh Lingard vẫn kiểu nhìn khá trẻ trâu nha. Trẻ trâu hơn Phil Foden nhiều. Phil Foden vào game nhìn hình thể được hơn Lingard một chút. Ui, pha xử lý đẳng cấp của anh 7. Sút cực mạnh à. Ôi, anh 7 trận này mặc áo 7 luôn nha. Tuyệt vời quá. Ok, tiếp tục nè. Đứng phạt là Grealish. Grealish chắc chắn rồi. Một pha đang có khoảng trống cực kỳ thuận lợi cho Grealish mở tỷ số nè. Varane, Grealish và Grealish. Ui, Grealish mặc bộ áo Manchester City cũng thật sự ấn tượng. Đánh đầu cực mạnh nè. Không thể cản phá nha. Ok, tiếp tục quay lại và nhắm vào con hàng Phil Foden. Phil Foden trận này mình xếp 2 cam thì Phil Foden đá dạt bên cánh bên kia khá xa này. Kiểu như vị trí cho cả Lingardinho, vị trí cam, Konate. Tốc độ Konate không được. Lingardinho vừa có pha hỗ trợ phòng ngự nè, phá bóng ở trong vòng cấm. Đây là Grealish. Grealish, ôi, xoay bóng về không được. Ôi. Một pha dứt điểm cực mạnh của anh bạn hình như là Martial thì phải. Kha xoay sở và tìm khoảng trống dứt điểm cực mạnh luôn nha. Ui, không được rồi. Tấn công cực cực mạnh của anh bạn từ vị trí Martial. Ui, ngoài trời đang mưa anh em ơi. Anh em có nghe một tí tiếng ồn thì thông cảm nha. Cái video này là lúc trời đang mưa luôn. Ui, Adama Traore bứt tốc tuyệt vời. Lingard vẫn đang nha lao lên. Ở bên trong là CR7. Lingard. Thử độ bật nhảy của Lingard so với Van Dijk này. Không thành công rồi. Rafinha, Bernardo Silva, Rafinha. Ui, một pha mở bóng cực kỳ đẹp cho Lukaku. Nhưng Lukaku không thể kiểm soát được pha bóng đó. Đây là Phil Foden rồi. Không được rồi. Ui, một bạn nào vừa comment TikTok cho nên nó nhảy luôn. Manchester City vô địch. Ui, thằng này có cả Lukaku. Lukaku top transfer nè. Ui, khá mạnh mẽ, bứt tốc khá mạnh mẽ, pha truyền khá đẳng cấp của Martial. Dứt điểm chân trái của Lukaku khá mạnh nè. Chịu rồi, pha bóng đó thì ai cứu được. Ui, ông nào vừa ôm vật Grealish té dúi dụi. Lingard lại tấu 2 rồi, Lingard lại tấu 2 rồi. Toàn rồi, Lingard ạ. Ui, để mình đem quả bóng cười vào sân rồi anh em ơi. Mình đem quả bóng cười vào sân rồi, thật sự luôn. Tình huống trước đó là quả bóng cười đã thể hiện khả năng trình diễn của mình nha.
một pha đánh đầu cực mạnh của Lukaku, tỷ số được nâng lên là 2-1 rồi anh em ơi. Một tới phút 41 là hiệp 1 đội bạn đã lội ngược dòng rồi. Grealish xem nào. Grealish Foden đã khá xa ở phía bên kia anh em, muốn đưa bóng qua cho Phil Foden. Đây rồi, Rivinho một pha chuyền trực. Ôi, cái khoảng dứt điểm của Phil Foden cũng là một vấn đề nè. Dứt điểm khá là kiểu tệ, khả năng dứt điểm pha đó thì chắc chắn rồi, đánh đầu rồi không phải điểm mạnh rồi, nhưng mà mình nghĩ Phil Foden sẽ làm tốt hơn như vậy. Vị trí cam nhưng mà xử lý pha bóng đó thì khá tệ nè. Ok, vẫn là một con hàng mình đánh giá là không được ngon cho lắm, không chim ưng cho lắm. Vị trí cam thì như mình đã nói, cần rất là nhiều yếu tố để thành một con cam ngon. Và Phil Foden thì thiếu tất cả những yếu tố đó luôn rồi nè. Con hàng mình nghĩ ở vị trí LW thì nó sẽ ổn hơn một chút. Ui, lại là một pha bóng kiểu tấu hai nữa của Lingardinho. Đúng rồi nè, trận này mình đưa Lingardinho vào để kiểu như là trình diễn thôi. Trình diễn những pha tấu hai cực mạnh ha nè. Phút 55 rồi và đội bạn vẫn đang lội ngược dòng 2-1. Rivinho, Foden. Và không được rồi. Chưa xoay qua người và Phil Foden đã heo thì pha bóng nó khó, thật sự khó để qua người. Đây rồi, Phil Foden không chạy được. Không bén lắm anh em. Vị trí Phil Foden kiểu chơi không thật sự sắc nét lắm nha. Quá bình thường cho con hàng này. Không được rồi. Đội bạn đang ném biên nha. Tiếp tục xem nào. Cà và ha. Xem nào có gỡ hòa về được hai điều hay không. Gullit. Ui, một pha truyền cho Ronaldinho. Đây rồi, anh 7 của chúng ta xuất hiện. Một pha heo tuyệt vời. Đây nè, Phil Foden. Ui, chịu anh em ơi, chịu thật sự. Con hàng sút quá kém. Con hàng Phil Foden sút cực kém luôn. Quả đã bắt vô lê như vậy là bóng đi không căng và mạnh lắm nha. Ui, dù là cái lực sút của Phil Foden là 140 anh em. Mát pin luôn, một cơ hội thật sự rất là tuyệt vời. Ôi, Konate đã gỡ hòa về hai điều rồi. Cái pha bóng đó mình thật sự đáng tiếc cho Phil Foden luôn anh em. Khoảng trống cực lớn rồi. Và pha đó thường thì những cái con hàng khác thì sút rất là mạnh và bóng rất là thẳng nha. Nhưng Phil Foden pha đó mình ấn lực cũng rất là mạnh rồi, nhưng mà Phil Foden dứt điểm mình cảm thấy khá nhẹ. Ui, một con hàng khá đáng tiếc ở vị trí cam anh em. Dù quả thẻ và tất cả cái hình ảnh quá đẹp luôn, nhưng mà chịu á. Vị trí cam mà thể hình đó và đá với cái kiểu này thì mình không cho điểm cao nha. Con hàng mình đánh giá ở mức tầm 7 điểm trên 10 thôi anh em ơi. Rất là bình thường. Đây rồi, Phil Foden. Có bàn thắng ra mắt hay không? Có bàn thắng không được rồi. Và đá khá yếu anh em. Màn cái những cú sút của Phil Foden không thật sự ấn tượng cho lắm. Khoảng dứt điểm quá tệ luôn. Con vị trí cam mà dứt điểm như này mình thua rồi. Không recommend anh em là chơi con hàng này nha. Khá là dở. Đây rồi, Rivinho. Quả này tấn công mạnh vào thì có thể là 3-2 rồi, nhưng mà mình cố gắng để tìm Phil Foden để phối hợp nhưng không được. Ok, trận đấu cũng kết thúc với tỷ số 2 đều nha anh em. Sau 3 trận thì mình tổng kết là con hàng Phil Foden thật sự con hàng không nên chơi ở vị trí cam anh em ạ. Anh em muốn sắp nó vào cho đẹp hoặc là fan Manchester City thì sắp vào thôi, chứ mình thấy vị trí cam con Phil Foden không ổn lắm. Con này thì như mình đã nói rồi là vị trí LW nó sẽ được hơn nha. Nó sẽ được hơn đó anh em, nhìn cái Fasico nó có 91 là rất là kém nha. Chọn vị trí 139, long shot 140, hình như quả này EA làm hơi mạnh tay rồi. Những cái chỉ số này EA làm hơi quá đà anh em ạ. Ok, đó là cũng là tất cả tổng kết về bài review con hàng Phil Foden nha. Mình không recommend anh em chơi con hàng này, rất là kém ở vị trí cam. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video tới đây nha. Anh em nào mà vẫn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và chờ đón xem những video review mới và tiếp tục là những video review hot nhất trên kênh mình nha. Ok, hẹn gặp lại tất cả anh em. Xin chào. It's hard to breathe.